chào mừng mọi người đến với bữa tiệc sinh nhật của mình giờ ngày hôm nay. Chúng ta hát happy birthday nha. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người rất nhiều đã tới đây chung vui với mình trong buổi lễ sinh nhật ngày hôm nay ở đây. Và nhiệm vụ của hai đội chơi làm sao để ăn sinh nhật mà có điểm đây. Mỗi đội sẽ cử ra một thành viên thi đấu đối kháng với nhau trong vòng thi đấu này. Chúng ta sẽ phải đeo cái mũ chúc mừng sinh nhật này. Và đặc biệt ở phía bên trên đầu chóp thì sẽ có một cái kim rất là nhọn. Làm sao đây? Chúng ta sẽ phải bị bịt mắt lại nha. Hai thành viên còn lại trong mỗi đội sẽ được nhắc bài. Làm sao trong vòng 2 phút vừa đội nón này vừa bị bịt mắt mà phải làm bể hết 10 cái bong bóng ở trên xà đơn của chúng tôi ở đây, thì các bạn sẽ là đội chiến thắng với 20 điểm cho mỗi lượt. Có nghĩa tối đa các bạn sẽ mang về cho đội mình 60 điểm trong vòng thi đấu này. Rất đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ xin mời đội lẻ. Mời đội của mình ra sân khấu một thành viên. Xin mời đội cà phê sữa. Wow, công nhận bữa tiệc sinh nhật của chúng ta giống như tiệc ngủ vậy đó. Chưa gì mà đi ngủ rồi, chuẩn bị nha. Minh Xù sẽ xoay các bạn một tí xíu, hơi chóng mặt nhẹ cho nên là cứ bình tĩnh nha. Em ối đó anh, em ối đó anh. Ối hả? Vậy cái mặt em ối đó. Em xỉu luôn đó. Xỉu kệ em, xoay nè. Một vòng nè, hai vòng nè. 2 phút dành cho hai đội bắt đầu. Rồi dừng. Lùi lại, lùi lại, lùi lại, lùi lại, lùi lại, lùi lại, lùi lại em. Lùi lùi, lùi cái luôn đi. Rồi, xin lỗi, xin lỗi. Vâng. Đúng rồi, qua trái qua phải, qua phải qua phải. Tiến lên, tiến lên. Rồi nhảy, rồi nhảy. Đúng rồi, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên, nhảy. Giờ qua trái, qua trái, qua trái. Rồi, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Qua trái, qua trái, qua trái, qua trái. Qua trái. Đúng rồi. Qua trái, qua trái. Qua trái, qua trái, qua trái. Nhảy lên. Rồi. Qua phải, qua phải, qua phải. Qua phải. Ủa, bên phải, bên phải, bên phải. Rồi nhảy lên, đúng rồi, đúng rồi. Nhảy lên, đúng rồi. Qua đâu rồi? Qua phải, qua chung. Phải nói Lê Nhân dưới sự hỗ trợ của đồng đội mình chơi rất là giỏi luôn. Bạn đã làm nổ được 6 quả bóng, chúc mừng. Còn em được có 2 quả thôi. Chia buồn với đội mình, 20 điểm đầu tiên. Sao thuộc về đội lẻ ra, rẻ ra, lẻ ra, rẻ la, rẻ la, ra lẻ. Chúc mừng, trời tôi trao điểm mà tôi mệt quá đi. 20 điểm dành cho đội bạn nha. Yeah. Bây giờ sẽ là lượt thi đấu thứ hai, xin mời. Hai cô gái ơi, bây giờ mình tìm những quả bóng nhá để mà làm vợ nó nhá. Vĩnh Châu hả? Đừng lợi dụng nắm tay đồng đội của tôi. Em ơi, em ráng em thi nha. Nói chung là 20 điểm anh sẽ dành cho em. Ok anh. Thương lắm bé này. Gì? Rồi rồi gì? Đồng đội của cô không cho tôi đụng chạm tới người của cô. À, em ráng lên nha. Dạ. Anh massage cho em nữa, em có khỏe không em? Ok. Tại vì đồng đội em thôi chứ anh rất là muốn ủng hộ cho em nha. Cố lên nha Chuyên Vũ ơi. Rồi 3, 2, 1, lượt 2, bắt đầu. Ờ, nhảy lên luôn, nhảy lên. Lùi lại, lùi lại, lùi lại. Bước, tiến lên, bước, bước. Từ từ. Qua trái, qua trái chút. Rồi, đúng rồi. Tiến lên, tiến một bước. Rồi, đúng rồi. Xin mời chạy. Rồi, lên, thẳng lên, thẳng lên. Thẳng lên, xin lỗi, xin lỗi. Tiến lên, tiến lên xíu. Rồi, qua trái xíu. Hay quá. Lên 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 lên. Rồi, nhảy, trời ơi, tội nghiệp nhỏ. Hay quá, rồi lên luôn. Đúng rồi, tiến tới bước. Rồi nhảy. Lùi lại chứ nữa, lùi lại chứ nữa. Rồi xoay người qua phải chút. Rồi, qua trái, qua trái. Ok. Đấy. Rồi 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 rồi. Nhảy. 1 2 3 hay quá. Thẳng lên. Đúng rồi, phải phải lại. 1 2 3 nhảy. Nhảy. Rồi. Rồi, lùi 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 lại luôn, lùi lại luôn. Hay lắm. Trời ơi. Ôi, bên kia tiêu diệt 7 cái dữ vậy. Em ơi, thật sự ra thì anh cũng không biết nói gì hơn bằng việc là trao tặng cho em 20 điểm cho đội của mình đó em. À, mọi người chiến thắng rồi, 20 điểm. Yeah. Nè nha. Về đây em ơi. Yeah. Và bây giờ sẽ là lượt thi đấu thứ 3, xin mời. Hai cô gái cho nên là vì thương cho nên là không có xoay hai cô gái để mất công nhức đầu chóng mặt phải không? Còn hai chàng trai còn lại thì mình vẫn phải xoay chứ là xoay đi. Xoay đi. Hai vòng cho em cái đi. Ừ, 3 2 1 chơi đi. Rồi bên phải luôn, bên phải luôn, qua phải, qua phải. Qua phải, qua trái, qua trái. Rồi, luôn luôn luôn. Rồi rồi. Đi thẳng lên, đi thẳng lên, đi thẳng lên. Đi thẳng lên. Đi nhảy 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 lên. Đi
Rồi qua phải xíu xíu. 10 giây. Lại đi, lại đi, lại đi. Anh nhảy nhẹ thôi, nhẹ thôi, không cần lùi lại chứ. Lùi lại, rồi. 1, 2, 3, nhảy. Yeah, lên luôn, lên luôn, lên luôn, nhảy, nhảy, lùi lại. Ồ, rồi. Hết giờ, game over. Đội bên anh Ngọc Tưởng của chúng ta đã có lợi thế hơn, nhưng mà hai lượt còn lại thì đội cà phê sữa lại chiến thắng nhiều hơn. Và bây giờ vòng này đội cà phê sữa will ghi về thêm cho đội mình 20 điểm nữa, chúc mừng. Nói gì nữa, thôi về sang chảnh quá mà. Thôi đi. Quý vị thân mến, khép lại bữa tiệc sinh nhật của Minh Xù trong vòng thi đấu đầu tiên ở đây, điểm số như sau: 20 là điểm của đội lẽ ra rẻ la, lẽ ra rẻ la, rẻ la ra lẻ. Mở có làm khó MC sợ luôn á. Mỗi bạn nói đòi lẻ thôi. Thấy người ta đơn giản không? Cà phê sữa 40 điểm, chúc mừng.